suy đồi, lầm lạc gieo muôn lối, lòng người ra u tối. Chúa đã thắp lên một ngọn đuốc chiếu soi gần xa, đêm chân lý bởi trời thắng mưu quỷ ma. Ôi lạy thánh đa minh, người vì Chúa quên mình, ngày đêm niềm suy thánh kinh, rồi xuôi ngược mong thuyết minh cho muôn người tìm về cõi phục trường sinh. Gieo muôn lối, lòng người ra u tối. Chúa đã thắp lên một ngọn đuốc chiếu soi gần xa, đêm chân lý bởi trời thắng mưu quỷ ma. Ôi lạy thánh đa minh, xin hát về người cha có chân dung đã ghi trong hồn tôi, đường nét không sao phai mờ, lòng kính yêu cha vô bờ của người con cha sống để mà yêu, bằng tình Chúa vút cao thiên thu, tình người thắm thiết bao ưu tư. Yêu người yêu Chúa tuy là hai, với cha liên kết nên một. Cha đã bình thường, tình thân cha mỗi năm ghi nhớ. Cha đã bình thường, lời thương cha con nguyện bước bằng đời sống ra theo phúc âm, ngày ngày phó thác cha quan phong, gương lành soi sáng cho lời khuyên dẫn đưa lạc giáo quay về. Cha đã bình ơi, tình thân cha con hằng ghi nhớ. Cha đã bình ơi, xin hát về người cha có chân dung đã ghi trong hồn tôi, đường nét không sao phai mờ, lòng kính yêu cha vô bờ của người con cha sống để mà yêu, bằng tình Chúa vút cao thiên thu, tình người thắm thiết bao ưu tư. Yêu người yêu Chúa tuy là hai, với cha liên kết nên một. Cha đã bình thường, tình thân cha con hằng ghi nhớ. Cha đã bình thường, trong quãng đời hồng sinh,
anh em bần nhân, dù thiếu phương tiện hồng hành, người đã xưng danh vua hoàng, luật yêu thương chỉ giáo hội luân lý. Bằng tình Chúa muốn cao thiên nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ rất thân mến, hôm nay tất cả mọi thành phần trong giáo phận chúng ta quy tụ với về đây để mừng đại lễ Cha Thánh Đa Minh Quan Thầy Đệ Nhị của giáo phận Bùi Chu thân yêu chúng ta. Tạ ơn Chúa đã cho xuất hiện trong hội thánh một vị thánh vĩ đại, loan báo tin mừng rao truyền chân lý đến mọi nơi, và cùng với Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Cha Thánh Đa Minh chắc chắn cũng đã bầu cử cho giáo phận của chúng ta rất nhiều những hồng ân, rất nhiều những ơn đặc biệt, để rồi giáo phận của chúng ta được hình thành, được phát triển, được đứng vững cho đến ngày hôm nay. Tạ ơn Chúa đã ban cho giáo phận của chúng ta, và chúng ta hãnh diện vì vị thánh quan thầy của giáo phận chúng ta, cũng như chúng ta tri ân các vị thừa sai dòng Đa Minh đã đến loan báo tin mừng, đem tinh thần của Cha Thánh Đa Minh đến cho giáo phận của chúng ta, để chúng ta được vững đức tin, được sống đạo, cũng như chúng ta bắt chước Thánh Đa Minh để loan truyền về Chúa cho tất cả mọi người. Cùng với tâm tình tạ ơn Chúa, chúng ta cầu xin ơn bình an, hiệp nhất, yêu thương cho cả giáo phận Bùi Chu chúng ta, và cầu nguyện cho quý ân nhân của giáo phận của chúng ta, những người còn sống cũng như đã qua đời. Đặc biệt chúng ta nhớ tới các đức giám mục trong giáo phận đã coi sóc chúng ta, các linh mục cũng như quý tu sĩ nam nữ đã qua đời, và cách riêng cầu nguyện cho Đức Cha Cố Giuse quý yêu của chúng ta. Xin Chúa sớm ban phần thưởng cho các tôi tớ trung tín của Ngài. Và giờ đây, như chúng ta đã được thông báo, với năng quyền được ban, chúng ta thành tâm thống hối về những tội lỗi của chúng ta xúc phạm tới Chúa, tới anh em, cũng như tới chính bản thân mình. Chúng ta đặt mình trước mặt Chúa, và nài xin lòng nhân từ Chúa thương thứ tha thanh tẩy tâm hồn chúng ta, để chúng ta vừa xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh trong ngày đại lễ hôm nay, cũng như xứng đáng được rước Chúa để lãnh nhận ơn toàn xá trong ngày đại lễ này. Về việc đền tội, xin anh chị em đọc ba kinh kính mừng theo tinh thần của Thánh Đa Minh để làm việc đền tội, và chúng ta dục lòng ăn năn tội thật về tất cả những lỗi lầm của chúng ta. Alleluia, 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 Alleluia. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ rất thân mến, có lẽ trong chúng ta có nhiều người biết câu chuyện kể về một ngọn hải đăng. Câu chuyện đó như thế này: có một ngọn hải đăng chăm chỉ được đặt ở một vị trí cao nhất bên bờ biển. Đêm nào ngọn hải đăng cũng chăm chỉ chiếu sáng cho khắp cả vùng đó. Ánh sáng của nó đủ mạnh để những chiếc thuyền từ ngoài khơi muốn vào đất liền đều có thể nhờ ánh đèn hải đăng mà cập bến bờ an toàn, cho dù lúc đó là đêm tối. Ai cũng thấy chiếc đèn hải đăng chăm chỉ, hữu ích không chỉ cho các bác ngư dân mà còn là niềm vui cho khắp cả vùng đó nữa. Nhưng xảy ra một hôm, người ta không thấy ánh sáng của chiếc hải đăng chăm chỉ kia nữa, và người ta liền cử người lên ngọn núi để xem tình hình như thế nào. Và họ đã phát hiện ra rằng có một cụ già, người được giao nhiệm vụ canh gác ngọn hải đăng,
để hằng ngày châm dầu cho cây đèn đó đã từ trần và người ta chưa tìm được người thay thế cụ già đó. Anh chị em rất thân mến, ngọn hải đăng là một việc rất hữu ích, đó là chiếu soi chỉ đường cho ngư dân cập bến an toàn trong đêm tối. Nhưng ngọn đèn vẫn cần có một người chăm sóc, cụ thể là châm dầu, để luôn có năng lượng chiếu sáng. Thánh Đa Minh, vị thánh quan thầy mà chúng ta mừng kính hôm nay, cũng được gọi là ánh sáng của giáo hội. Đối với những anh chị em huynh đoàn Đa Minh hay đa số trong chúng ta, khi đọc kinh thần vụ, chắc chắn anh chị em thường hát hoặc đọc bài này: Ôi ánh sáng rạng soi giáo hội, thầy chân lý mở lối soi đường, hồng thiêng nhẫn nại tỏa hương, ngọc ngà khiết tịnh nêu gương tinh rồng. Thánh Đa Minh được sánh ví như ngọn đèn của giáo hội, cũng giống như hình ảnh ngọn hải đăng mà chúng ta vừa nói ở trên. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng Thánh Đa Minh không tự cho mình là ngọn đèn tự sức có thể chiếu sáng cho giáo hội, nhưng đó là lời mà giáo hội dùng để nói về thánh nhân như một người con trung thành của giáo hội, đã sống và làm việc hết mình vì giáo hội. Như ngọn hải đăng cần có cụ già đổ dầu để nó luôn cháy sáng, Thánh Đa Minh cũng đã biết châm dầu cho cuộc đời của Ngài bằng sức sống của Chúa, qua đời sống cầu nguyện liên lỉ với Chúa. Chúng ta còn nhớ thời của Thánh Đa Minh có rất nhiều lạc giáo, và giáo hội cần người để đi loan báo tin mừng. Thế là Thánh Đa Minh đã tình nguyện lên đường loan báo tin mừng, đặc biệt cho những người lạc giáo, mong mỏi kêu họ trở về với Chúa. Về phần chúng ta tự hỏi, vì sao thánh nhân có thể làm được những việc lớn lao đó? Trước hết, cha Thánh Đa Minh là một người rất chuyên chăm cầu nguyện. Từ tấm bé, cậu Đa Minh đã được mẹ dạy sống đạo hạnh. Khi lên 7 tuổi, người mẹ gửi Đa Minh đến cho một linh mục là cậu của Đa Minh. Đó là một linh mục đạo đức, từng làm cha quản hạt ở vùng Caleruega bên Tây Ban Nha. Với sự dạy dỗ của vị linh mục đạo đức này, Đa Minh cũng lớn lên trong cuộc sống đạo hạnh. Khi Đa Minh lên 14 tuổi, cậu được gửi đến vùng Palencia để học. Ban đầu cậu học những môn tự nhiên, sau đó chuyển sang các môn thần học, vì thấy rằng các môn tự nhiên không mang lại ơn cứu độ cho linh hồn. Đến khi được khoảng 19 tuổi, cậu được một linh mục bạn rủ vào kinh sĩ đoàn của giáo phận Osma cũng ở Tây Ban Nha. Tại đó, Đa Minh tiếp tục học để trở thành kinh sĩ và rồi lãnh chức linh mục trong kinh sĩ đoàn Osma. Khi theo giám mục của mình đi sứ vụ ngang qua miền Nam nước Pháp, cha Đa Minh thấy lạc giáo nhiều quá mà giáo hội lại thiếu người rao giảng tin mừng, nên cha đã xin đấng bản quyền của mình cho ở lại vùng đó để truyền giáo. Và tại đó, cha Đa Minh đã lập ra một dòng, đó là dòng các anh em thuyết giáo mà chúng ta quen gọi là dòng Đa Minh. Trong suốt thời gian rao giảng tin mừng và lập dòng, cha Đa Minh vẫn không ngừng cầu nguyện liên lỉ với Chúa, nhất là những khi gặp khó khăn trên hành trình truyền giáo. Như vậy chúng ta thấy, trước khi đi truyền giáo và lập dòng mới, cha Đa Minh là một người rất chuyên chăm cầu nguyện. Là một kinh sĩ, cha chuyên chăm việc đọc kinh cầu nguyện. Ngoài việc giúp đức giám mục lo việc của giáo phận, cha Đa Minh yêu mến bầu khí tĩnh mịch của cộng đoàn kinh sĩ. Ngài yêu mến nơi đó và rất ít khi ra ngoài, trừ khi đi công tác chung. Thật khó cho một người vốn ham thích cầu nguyện và yêu mến sự tĩnh lặng lại dám lên đường đi truyền giáo. Vậy đâu là động lực cho Đa Minh cất bước lên đường đi truyền giáo? Thưa, cha Đa Minh hăng say đi truyền giáo đó là vì lòng yêu mến Chúa cũng như yêu mến các linh hồn. Nếu chúng ta đang thích yên lặng
và ai đó nói chúng ta phải đi đây đó hoặc là ra ngoài thành phố để làm việc, với những chuyện bon chen giữa các phố phường, ắt hẳn rằng chúng ta sẽ thấy chán nản, mệt mỏi. Cụ thể hơn, cuộc sống chúng ta hiện nay có rất nhiều chuyện phải lo, phải làm, phải chạy đua với thời gian. Bình thường chúng ta muốn có những thời khắc để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, chúng ta có cảm thấy sự tĩnh lặng là cần thiết cho chính cuộc sống chúng ta hay không? Riêng với Thánh Đa Minh, Ngài luôn yêu thích bầu khí tĩnh lặng, nên việc tự nguyện ở lại miền Nam nước Pháp để truyền giáo là một chuyện thật sự hy sinh, và hy sinh rất nhiều đối với Ngài. Tuy nhiên, Cha Thánh đã chọn điều đó vì thấy rằng nhiều người cần được nghe rao giảng tin mừng để rồi sẽ được giải thoát khỏi cảnh mê lầm tội lỗi. Chính lòng yêu mến các linh hồn hăng say đã thúc đẩy Đa Minh không quản ngại dấn thân vì tin mừng. Hơn 10 năm rong ruổi khắp vùng miền Nam nước Pháp, Cha Đa Minh đã hăng say nói về Chúa cho những người chưa biết Chúa. Cha Thánh cũng can đảm sống giữa họ, dù biết rằng có những lúc nguy hiểm cận kề, tưởng chừng như phải liều mất mạng vì công việc truyền giáo cam go này. Nhưng Chúa đã phù trợ và cứu giúp Đa Minh trong rất nhiều trường hợp. Theo lời kể của các nhân chứng thời đó, có lúc Cha Đa Minh mỏi mệt vì việc loan báo tin mừng, Ngài đã thưa chuyện với Đức Maria và Đức Mẹ đã trao cho Cha Đa Minh chàng chuỗi mân côi. Đó là vũ khí hữu hiệu để Cha Đa Minh ra đi can đảm loan báo tin mừng. Chúng ta cũng biết rõ là kinh mân côi giúp chúng ta suy niệm các mầu nhiệm trong cuộc đời của Đức Giêsu trong tương quan rất mật thiết với Đức Mẹ. Và qua Mẹ Maria, chúng ta cũng học được nơi Mẹ cách thức chiêm niệm mầu nhiệm của Đấng Cứu Chuộc chúng ta là Đức Giêsu Kitô. Thánh Đa Minh đã biết dùng thêm một cách thức cầu nguyện bằng kinh mân côi để loan báo tin mừng cách hữu hiệu. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ rất thân mến, chúng ta thấy Thánh Đa Minh đã biết dùng đời sống cầu nguyện làm sức mạnh cho đời sống thiêng liêng và cho sứ vụ loan báo tin mừng. Thánh nhân đã biết làm hài hòa cả hai chiều kích cầu nguyện và truyền giáo, và cả hai chiều kích đó đều được sống trong chính con người của Thánh Đa Minh. Điều nối kết hai việc đó lại với nhau chính là lòng yêu mến. Yêu mến Chúa, yêu mến giáo hội của Chúa, cũng như yêu mến tha nhân, đặc biệt những người chưa được nghe loan báo tin mừng. Mỗi người trong chúng ta cũng được mời gọi để sống đời sống cầu nguyện hàng ngày, để rồi đời sống cầu nguyện này giúp chúng ta hoán cải và yêu mến Chúa ngày một hơn, phản chiếu trong chúng ta ánh sáng của chính Chúa Kitô. Nhờ đó chúng ta có thể loan báo tin mừng, mà việc loan báo tin mừng cụ thể nhất chính là trong môi trường và hoàn cảnh chúng ta đang sống, trong gia đình, trong xóm làng, nơi xí nghiệp hay xưởng thợ, trong giáo xứ và giữa các hội đoàn với nhau. Ước mong mỗi người chúng ta biết thể hiện đích thực hoa trái của đời sống cầu nguyện này trong chính đời sống của mỗi người chúng ta, để xây dựng gia đình hạnh phúc hơn, khu xóm đạo hạnh, giáo xứ được an vui và giáo phận cũng được canh tân phát triển, thêm lòng yêu mến và sốt sắng nhờ đời sống cầu nguyện chăm chỉ của chính anh chị em. Xin Thiên Chúa nối kết chúng ta với nhau và với Chúa bằng tình yêu mà Chúa đã dành cho nhân loại, để mỗi người trong chúng ta biết yêu thương mà phục vụ gia đình, phục vụ giáo xứ, phục vụ giáo phận cũng như phục vụ cả hội thánh. Xin Cha Thánh Đa Minh Quan Thầy luôn phù hộ cho tất cả chúng con. Amen. Con xin trân trọng kính mời Cha Chính Giáo Phận Phan Du Xê, quản nhiệm nhà thờ chính tòa và là trưởng ban tổ chức ngày lễ hôm nay, dâng lời cảm tạ. Con xin trân trọng kính mời. Cha Tả Kính của Giáo Phận và anh em linh mục chúng tôi, cũng như quý thầy phó tế đang hiện diện trên lễ đài này,
Dù ai đi mãi đâu đâu, nhớ ngày giỗ tổ hãy về Bùi Chu. Mùng 8 tháng 8 mùa thu, Đa Minh Thánh Tổ sẽ phù trì cho. Thật đúng như vậy. Hôm nay ngày mùng 8 tháng 8, kính Thánh Tổ phụ Đa Minh, cả giáo phận Bùi Chu, mọi đấng bậc đã về nhà thờ chính tòa để dâng thánh lễ trọng thể kính Ngài. Chúng tôi thấy anh chị em không quản ngại xa xôi, mưa nắng, đúng là người Bùi Chu không sợ mưa, không sợ nắng, như Đức Hồng Y Sơ-rê đã nói. Đức cha khả kính và quý cha nhìn thấy anh chị em về đây đông đúc, nô nức đến nỗi phải chen chúc. Có nhiều người về ngay ngày hôm trước, chỗ ăn chỗ nằm tạm bợ. Và giờ phút này nhìn nét mặt anh chị em rạng rỡ, vui tươi, phấn khởi, nhờ hồng ân Chúa chúng ta đã lãnh nhận, làm quên đi tất cả những gì vất vả, mệt nhọc và thể hiện một niềm tin vững mạnh. Đồng thời, như một lời hẹn hò nhau, sang năm chúng ta lại được gặp nhau nơi đây. Thật anh chị em đã hy sinh quá lớn, Đức cha và quý cha rất phấn khởi, khuyến khích anh chị em năm nào cũng cố gắng về thật đông càng quý. Con kính xin Đức cha và quý cha thưởng cho công đoàn dân Chúa đang hiện diện một tràng pháo tay thật lớn. Trọng kính Đức cha kính mến, kính thưa quý cha hạt trưởng, quý cha cố và quý cha trong ngoài giáo phận, kính thưa quý thầy phó tế, quý bề trên, quý tu sĩ nam nữ, quý thầy đại chủng viện, quý chức, quý khách và anh chị em. Về Bùi Chu hôm nay, trước hết chúng con nhìn thấy Đức cha, người cha trung khả kính của giáo phận, mạnh khỏe, trẻ trung, đẹp đẽ. Chúng con rất phấn khởi, an tâm, tin tưởng, mến yêu và vâng phục. Chúng con về đây được hiệp thông với Đức cha, là được hiệp thông với chính Thiên Chúa, được nghe những lời nhắn nhủ giảng dạy của Đức cha, để đức tin thêm vững mạnh và cuộc sống an vui, hạnh phúc. Đồng thời, chúng con cũng thấy quý cha, những người cha, những người thờ làm việc trong cánh đồng truyền giáo của giáo phận. Các ngài làm việc ngày đêm hết mình vì dân Chúa. Xin Chúa ban ơn nâng đỡ để các ngài can đảm vượt qua mọi thăng trầm của đời mục tử, hầu hoàn thành sứ vụ. Chúng con lại thấy đại chủng viện mẹ vô nhiễm Bùi Chu, nơi đào tạo các linh mục tương lai cho giáo phận. Đức cha và quý cha giáo dồn hết tâm lực vào việc đào tạo, để giáo phận có được những mục tử như lòng Chúa mong muốn. Chúng con rất phấn khởi, tạ ơn và cầu nguyện cho đại chủng viện. Chúng con lại thấy các dòng tu của giáo phận vừa đông vừa có năng lực, hiện đang phục vụ rã khắp nơi trong giáo phận, hầu nâng đỡ gánh nặng mục vụ của các cha và giúp cho giáo phận thăng tiến phát triển tốt đẹp. Nhìn vào cơ sở vật chất của giáo phận, tòa giám mục Bùi Chu, Đức cha cố Du Xe đã kiến thiết đồ sộ đầy đủ.
Nay Đức Cha đang cho tân trang đẹp đẽ và chắc chắn hơn. Cách riêng, chúng con nhìn vào nhà thờ chính tòa là nhà thờ mẹ của các nhà thờ trong giáo phận. Nay đã hơn 100 tuổi, xuống cấp trầm trọng. Chúng con biết Đức Cha đang lo sao có một nhà thờ đẹp đẽ tầm cỡ, xứng đáng nhà thờ mẹ của giáo phận. Chúng con được chia sẻ sự lo lắng này của Đức Cha, và chúng con hứa khi nào Đức Cha có lời kêu gọi, chúng con sẽ hưởng ứng và góp phần một cách tích cực để bớt gánh nặng cho Đức Cha và giáo phận có một nhà thờ chính tòa mà mọi người đang mong ước. Trọng kính Đức Cha, kính thưa quý cha và cộng đoàn, trước khi nhận lời, con đại diện ban tổ chức chân thành cảm ơn Đức Cha, quý cha, cảm ơn quý chính quyền các cấp và ban an ninh, cảm ơn các nam nữ tu sĩ, quý chức, quý vị, cảm ơn các ban ngành đoàn thể, ban âm thanh ánh sáng, ban truyền thông, ban khánh tiết, ban trật tự, ban lễ tân. Xin hoan nghênh ca đoàn, hai hội càn, hội cống giáo xứ chính tòa đã phục vụ thánh lễ rất tốt đẹp. Cách riêng xin cảm ơn ca đoàn giáo xứ Nam Hòa đã phục vụ thánh lễ tối khai mạc hôm qua. Hội càn xứ Nam Hòa lại phục vụ thánh lễ chính tiệc hôm nay. Và xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã góp phần vào việc tổ chức ngày lễ hôm nay, cách ngày hay cách khác mà chúng tôi không có thời gian kể ra đây. Kính mong quý cha, quý vị và anh chị em thông cảm. Chúng con xin cảm ơn. Và giờ đây, cộng đoàn chúng con kính dâng lên Đức Cha bó hoa tươi thắm. Chúng ta vỗ tay đi. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Gieo muôn lối lòng người ra ô tô.